Thưa thầy và các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày về cái chủ đề đó là Stress is Ray. Thì cái bài Stress Ray hôm nay á, mình tham khảo và soạn lại từ 14 nguồn tài liệu tham khảo như trên màn hình. Và mục tiêu và nội dung bài á, mình chia làm hai phần. Phần A là nhắc lại kiến thức basic. Và trong cái phần này thì mình nói lại cái giải phẫu, cái khoang lồng ngực, mình nhắc lại cái tuần hoàn khí quản, tuần hoàn phổi và nói lại cái tỷ số ventilation trên perfusion. Và quy luật 1 phần 2 là gì, quy luật 1 phần 3 là gì, và phần B đó là vào cái phần chest X-ray thì nói cái đại cương của chest X-ray, nói các hội chứng X-quang và tại sao phải học các hội chứng X-quang, các hội chứng X-quang nó có khác nó hay là giống như thế nào so với các hội chứng tổng hợp từ các triệu chứng trên lâm sàng, và số 3 là mô tả và phân tích một hình ảnh bất thường trên chest X-ray, và cuối cùng là đối với một sinh viên G3 cần đọc được một số hình ảnh cơ bản trên chest X-ray. Và chúng ta sẽ vô cái phần kiến thức basic và phần đầu tiên là giải phẫu. Vậy thì tại sao chúng ta phải nhắc lại cái giải phẫu của khoang lồng ngực? Trước hết thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phim X-quang. Đây là một cái phim 2D và chúng ta đang nhìn phim này là nhìn sự chồng lớp lên nhau của các cấu trúc cơ quan giải phẫu trong khoang lồng ngực, và nhiệm vụ của chúng ta là phải phát hiện được cái tổn thương nằm ở cấu trúc cơ quan nào, và đó là cái mục tiêu mà chúng ta phải nhắc lại các cấu trúc cơ quan giải phẫu trong khoang lồng ngực. Và chúng ta đã được học giải phẫu ở cái khoang lồng ngực ở cái sách Nectar, sách màu rất đẹp rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta ôn lại cái giải phẫu của khoang lồng ngực mà bằng sự kết hợp giữa ảnh màu và ảnh X quang bình thường. Đó, và lúc này thì chúng ta sẽ gọi là giải phẫu X-quang, và chúng ta sẽ nhắc lại cái gì? Số 1 là nhắc về khí quản, thì trong phần này chúng ta nhắc lại luôn cái cây khí quản. Cây khí quản thì nghĩa là cây chia nhánh, cây nghĩa là có sự chia nhánh, và cây khí quản là sự phân nhánh của cái khí quản. Hai là mình nói về tim và trung thất, ba là mình nói về phổi và màng phổi, bốn là mình nói về nhu mô phổi. Mình nhắc lại nhu mô phổi, vậy bình thường chúng ta hay nói nhu mô phổi, vậy thì nhu mô phổi nó bao gồm những thành phần nào? Số 5 là cơ hoành và số 6 là xương và phần mềm. Vậy thì khí quản nó bắt đầu từ dưới sụn nhẫn và nó chạy khoảng 15 cm, và khí quản nó khoảng là có khoảng từ 16 đến 20 sụn, và đến khoảng và đến cái đốt sống ngực số 4 nó chia làm khí quản gốc phải và khí quản gốc trái, và chính sự chia này nó tạo nên một cái góc carina, bình thường góc này khoảng 70 độ. Và từ cái góc carina chiếu ra cái xương ức là ở ngay cái gờ Lewis của xương ức, hay gọi là góc ức đó. Và bình thường thì khí quản và phế quản gốc thì dễ dàng thấy được trên viên X quang ngực thẳng như hình như trên hình. Rồi chúng ta sẽ nói lại cái cây phế quản, nhắc lại cái cây phế quản. Vậy thì từ cái khí quản đến cái đến carina mới chia thành phế quản gốc phải và phế quản gốc trái, rồi từ phế quản gốc nó chia thành phế quản thùy, phế quản phân thùy, xong rồi tới phế quản hạ phân thùy, rồi đến phế quản tận, và đến phế quản tận là đánh dấu hết sụn đó, và bắt đầu vào tiểu phế quản là khoảng tới hệ số 10 là bắt đầu cơ cơ trơn relaxation, và tiểu phế quản mới phân chia đến từ cái hệ 10 đến hệ số 16, và đến hệ 16 là đến tiểu phế quản tận. Từ từ khí quản đến tiểu phế quản tận, tiểu phế quản tận ở thể số 16 là dẫn khí chưa trao đổi khí, bắt đầu vào đến tiểu phế quản hô hấp, tức nghĩa là từ thế hệ 17 trở đi là khí bắt đầu trao đổi với mao mạch, và tiểu phế quản hô hấp bắt đầu nó đi từ thế hệ 10, 17, 18, 19 và đến đầu thế hệ số 20 là hết cơ, và bước vào thế hệ 20 là bắt đầu ống với nang, túi với nang và phế nang. Vậy thì tiểu phế quản là cái đường dẫn khí không sụn, nó kết thúc bằng cái tiểu phế quản tận, bình thường không nhìn thấy trên X-quang, và khi mà nhìn thấy là có sự dày thành hoặc là tắc đàm tạo thành các nốt hoặc hình thành cây, mà chúng ta sẽ đề cập đến cái phần bệnh lý ở hội chứng phế quản. Đây là hình ảnh sự phân chia của cây phế quản, tim và trung thất. Vậy thì bên trái là hình ảnh màu, bên phải là hình ảnh X-quang ngực thẳng bình thường. Vậy thì bờ bên phải của tim chúng ta sẽ thấy được tĩnh mạch chủ trên, tâm nhĩ phải, bên trái của bờ tim, bên trái của bờ tim chúng ta thấy được quai động mạch chủ, thân động mạch phổi, rồi tâm nhĩ trái, rồi gọi là tâm thất trái, và chúng ta sẽ có
cái chỉ số tim, và chúng ta nếu bình thường A chia cho B mà A chia cho B mà nhỏ hơn 0.5 là bóng tim bình thường, còn A mà chia cho B lớn hơn 0.5 gọi là cardiomegaly và bóng tim to. Vậy thì theo ông Pearson á, ổng chia cái trung thất làm ba phần: trung thất trước, trung thất giữa và trung thất sau. Trung thất trước có tiếng ức, và cái tiếng ức nó sẽ có cái dấu hiệu cánh bờm ở trẻ em mà chúng ta sẽ được đề cập ở cái phần phía dưới. Trung thất giữa thì nó có chứa tim, trung thất sau nó chứa năm cơ quan quan trọng, đó là một khí quản, hai thực quản, ba đoạn xuống của động mạch chủ ngực, bốn là dây thần kinh 10, năm là ống ngực. Vậy thì cách xác định trung thất trước giữa sau trên phi nghiêng là chúng ta kẻ một cái đường thẳng đi qua gluteus và đốt sống ngực số 4, và từ cái đường thẳng này chúng ta kẻ hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất là song song với bờ trước của tim, đường thẳng thứ hai là gọi là tiếp tiến với bờ sau của tim. Thì như vậy thì chúng ta sẽ được giới hạn của trung thất trước, giữa và sau. Và ở cái trung thất giữa chúng ta còn thấy, chúng ta còn quan sát được cái rốn phổi, chúng ta quan sát được cung động mạch chủ, rồi động mạch phổi nè, phế quản gốc trái nè, tiếp theo phổi, phổi và màng phổi. Thì đầu tiên chúng ta phải phân biệt được pedicle và hilum. Pedicle gọi là cuốn phổi, nó chỉ bao gồm phế quản gốc, còn hilum nó bao là rốn phổi, nó bao gồm động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, phế quản gốc. Ngoài ra nó còn có thêm hạch lympho, thần kinh và mô liên kết. Còn mỗi phổi nó lại chia thành các thùy bởi các rãnh liên thùy. Đó. À, bên bên phải á, thì nó có hai rãnh, rãnh ngang và rãnh chết, cho nên nó có ba thùy trên, giữa và dưới. Còn bên trái nó có một rãnh chết thôi, cho nên nó có hai thùy, thùy trên và thùy dưới. Còn màng phổi thì có lá thành và lá tạng, giữa hai cái lá này nó có khoảng 20 cc dịch. À, và con số này là nhờ sự cân bằng giữa tái hấp thu và bài tiết dịch trong khoang màng phổi. Đây là hình ảnh của pedicle và hình ảnh của hilum. Quan sát cái rốn phổi, vậy thì chúng ta đánh giá cái vùng rốn phổi. Rốn phổi hai bên đều lõm, và chúng ta quan sát thấy cái điểm hilum point trên hình. Đó. Thì hai rốn phổi nó có cái đậm độ giống nhau, và cái rốn phổi bên trái nó cao hơn cái rốn phổi bên phải là 1 cm. Và nhấn mạnh chỗ này, hình ảnh mờ ở rốn phổi chính là động mạch phổi. Rồi, rãnh ngang và rãnh chết, thì tại sao chúng ta phải nhắc lại hai cái rãnh này? Vì hai cái rãnh này, chính hai rãnh này nó chia phổi thành các thùy, và chúng ta phải xác định được hai cái rãnh này trên phim X-quang để đọc được, để nhìn thấy, để đọc được các thùy trên phim X-ray. Và cái rãnh chết thì nó có cả ở cả hai phổi, và rãnh ngang chỉ có phổi bên phải. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn xem, đây là hình ảnh của rãnh chết và rãnh ngang, và chúng ta phải tưởng tượng được cái đường đi của rãnh chết và rãnh ngang. Rãnh chết là xuất phát từ rốn phổi, sau đó nó đi chết lên trên khoảng khoang thiên sườn số 3, từ phía sau nó dòng qua trước đến khoang thiên sườn 4, 5, 6, sau đó nó bọc trở lên trở lại rốn phổi. Đó là rãnh chết cho cả hai phổi, riêng bên phải nó có thêm cái rãnh ngang. Rãnh ngang xuất phát từ cái rãnh chết khoảng khoang thiên sườn số 4. Đó là hình ảnh đường đi của cái hai rãnh chết và rãnh ngang. Đây là hình ảnh. Và sau khi phân 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 chia thành các thùy, thì mỗi thùy nó lại phân chia thành các phân thùy, và chúng ta có thể đọc thêm một số tài liệu tham khảo mà mình đã đặt ở cái phần đầu bài. Vậy thì chúng ta đang nhìn ba phiên nghiêng. Phiên số 1 là nghiêng trái, phiên 2, phiên 3 là nghiêng phải. Phiên số 1 nghiêng trái là để khảo sát cái phổi bên trái. Bên trái nó chỉ có một cái rãnh, nó là rãnh chết. Vậy thì để xác định được cái thùy trên và thùy dưới phổi bên trái, thì chúng ta kẻ cái rãnh chết, lấy khoang thiên sườn số 3 làm chuẩn. Từ khoang thiên sườn số 3 chúng ta vẽ một cái đường thẳng song song với bóng tim, thì trên rãnh chết là thùy trên mà dưới rãnh chết là thùy dưới. Thì phiên 2, phiên 3 tương tự rãnh chết, nhưng ở bên phải thì nó có thêm cái rãnh ngang, và thì cái rãnh ngang thì chúng ta lấy từ từ cái rãnh chết khoảng khoang thiên sườn số 4, chúng ta kẻ một cái đường thẳng song song với cái bóng cơ hoành ở phía dưới, thì chúng ta sẽ được cái rãnh ngang, và như thế thì chúng ta cũng có được các thùy trên, giữa và dưới ở bên phải.
và chúng ta nhìn hình ảnh này, và chúng ta nhắc lại là chúng ta nhìn vào cái phiên phổi thẳng, ngực thẳng, chúng ta nhìn vào cái phiên ngực thẳng là chúng ta đang nhìn sự chồng lấp của các cơ quan giải phẫu lên nhau. Vậy thì nếu mà chúng ta xét cái thị phổi bên phải đi, và chúng ta nhìn vào cái thì chúng ta nhìn vào cái thì trên của phổi bên phải, không chỉ chúng ta đang nhìn vào cái thì trên của phổi bên phải mà còn nhìn vào một phần của cái thì thuộc thì thuộc cái thì dưới phổi bên phải mà nó nằm ẩn ở phía sau. Và tương tự như vậy cũng các thì còn lại, và chúng ta đi vào cái chi tiết. Đây là cái thì trên phổi bên bên phải, không có rãnh chết và rãnh ngang, và cái phần ẩn ở phía sau mà nó thuộc cái thì dưới khi mà chúng ta nhìn vào cái thì phổi bên phải nè, nó mà là không chỉ chúng ta đang nhìn vào cái thì phổi xét cái phổi xét thì phổi thôi nha, là nếu mà chúng ta đang nhìn vào cái thì trên của phổi bên phải thì chúng ta còn nhìn luôn một phần ẩn ở phía sau mà cái phần đó nó thuộc thì dưới của phổi bên phải. Đây là cái phần ẩn đó, và chúng ta xem cái phần ẩn nó ở cái thì dưới phổi bên phải như sau. Đây là cái rãnh ngang, đây là rãnh ngang rãnh chết, đây là cái phần ẩn ở phía sau nè nó. Và tương tự cách giải thích này giải thích cho những cái thì của phổi bên phải và phổi bên trái còn lại đó. Như vậy thì đây là thì giữa phổi bên phải đó, đây là thì trên phổi bên trái đó. Cho nên đó, giải thích là tại sao nó giới hạn là có một phần thôi mà khi mà chụp lên phim ngực thẳng nè, nó giới hạn hết luôn nguyên cái phổi, đó là sự chồng lấp, đúng không? Đây là sự chồng lấp của thì trên và thì dưới của phổi bên bên trái. Và có một phần là phần đỉnh của thì trên phổi bên trái là không có sự chồng lấp giữa thì trên và thì dưới. Tiếp theo còn đây là thì dưới phổi bên trái. Như vậy thì màng phổi nó sâu đến tận khoảng khoang thiên sườn số 10, và hai điểm chú ý của màng phổi là góc sườn hoành và góc tâm hoành. Góc sườn hoành bình thường chúng ta thấy nó là một góc nhọn trên một cái X-quang ngực thẳng bình thường đó. Còn khi mà có một cái lượng dịch tự do mà lớn hơn 100 ml đó, thì khi mà chụp phim lên thì nó làm mất cái góc sườn hoành. Nhu mô phổi, chúng ta thường nói nhu mô phổi, vậy thì cái nhu mô phổi nó bao gồm những thành phần nào, hay nói cách khác những cơ quan cấu trúc nào đã tạo nên cái nhu mô phổi? À, thứ nhất là tiểu thị phổi thứ cấp, số 2 là chùm phế nang, số 3 là tiểu thị phổi sơ cấp, số 4 là phế nang, cuối cùng là cấu trúc mô mô kẽ của phổi. Vậy thì trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta phải nói là không thấy những cấu trúc này trên X-ray nếu không có cái tổn thương bệnh lý. Vậy thì tiểu thị phổi thứ cấp là cái gì? Tiểu thị phổi sơ cấp là cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết, và trước khi đi vào chi tiết thì phải sơ lược qua cái hình dạng và cấu trúc của các thành phần trên. Thì hình A là tầm một cái tiểu thị, hình A là một cái tiểu thị phổi thứ cấp, nó bao gồm tiểu phế quản trung tâm nè, tiểu phế quản tận, tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, rồi túi phế nang và chùm phế nang đó. Tức nghĩa là nó bao gồm luôn cái tiểu thị phổi sơ cấp. Và chúng ta chú ý là cái chùm phế nang á, thì giữa chùm phế nang này với chùm phế nang bên cạnh nó thông thương với nhau qua cái lỗ không và ống lâm ba nó. Cho nên là khi mà phế nang này bị bệnh thì nó lây lan sang phế nang khác nhờ hai cấu trúc giải phẫu này là lỗ không và ống lâm ba. Còn 9, 10, 11 là cái mô liên kết, gọi là mô liên kết của mô kẽ đó, gọi là cái vùng mô kẽ. Đây là một cái tiểu thị sơ sơ cấp, còn đây là một tiểu thị thứ cấp. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết tiểu thị thứ cấp. Vậy thì tiểu thị thứ cấp là đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của phổi mà nó được bao bọc bao quanh bởi cái vách mô liên kết, mà nhấn mạnh là tiểu là đơn vị cấu trúc
Tiểu thì thứ cấp nó hình tháp đa diện đáy ở ngoại vi, đỉnh hướng về rốn vỏi. Tại sao đỉnh hướng về rốn vỏi? Tại vì rốn vỏi là nơi bắt đầu của cây phế quản, nó hình thành từ 3 đến 5 chùm phế nang, tức là chùm phế nang nó nằm trong cái tiểu thì thứ cấp và có đường kính từ 1 đến 2,5 cm. Và ở người á, mỗi một phổi vậy á, nó có 5.000 tiểu thì phổi thứ cấp, nó lắp ráp lại với nhau tạo thành cái nhu mô phổi. Và trục của tiểu thì phổi thứ cấp được tạo thành bởi tiểu phế quản trung tâm tiểu thì, tiểu động mạch trung tâm tiểu thì, và động mạch này là động mạch phổi đó, và bao quanh tiểu phế quản và tiểu động mạch trung tâm tiểu thì là mô kẽ, còn trong mô kẽ là có tĩnh mạch và mạch bạch huyết. Vậy thì mỗi một phổi nó có 5.000 tiểu thì, và chúng ta lấy tiểu thì thứ cấp và chúng ta lấy một cái tiểu thì thứ cấp ra để phân tích khí bắc và nam, là chúng ta có chùm phế nang, hình B là chúng ta có tiểu thì phổi sơ cấp, bắt đầu khí đi đến tiểu phế quản trung tâm tiểu thì là bắt đầu vào đến tiểu thì phổi thứ cấp, và khí vào tiểu thì phổi thứ cấp đi tiếp tục một đoạn đến tiểu phế quản tận, là bắt đầu những cơ quan cấu trúc mà sau cái tiểu phế quản tận này nè là của chùm phế nang. Sau đó khí tiếp tục đi đến tiểu phế quản hô hấp là bắt đầu đến tiểu thì phổi sơ cấp. Khí mà đến được tiểu thì phổi sơ cấp là đến được tiểu tiểu phế quản khí bắt đầu đi đến tiểu quản hô hấp là bắt đầu vào đến tiểu thì phổi sơ cấp và bắt đầu thực hiện chức năng trao đổi khí. Đây là hình ảnh của tiểu các tiểu thì phổi thứ cấp mà nó rắc ráp với nhau tạo thành nhu mô phổi, mà mỗi phổi nó có tới 5.000 cái tiểu thì thứ cấp. Đây cũng là hình ảnh của tiểu thì thứ cấp. Chùm phế nang tức nghĩa là bây giờ sau khi vào đến cái tiểu thì phổi thứ cấp rồi, bắt đầu vô sâu chúng ta sẽ có cái chùm phế nang. Chùm phế nang nó bao gồm tất cả các cấu trúc mà sau tiểu phế quản tận, bao gồm tiểu phế quản hô hấp, ống phế nang, túi phế nang, vân vân. Nó có cái đường kính khoảng 4 đến 8 mm, hình thành từ 10 đến 20 tiểu thì phổi sơ cấp và có khoảng 400.000 phế nang. Khi bị thâm nhiễm, các chùm phế nang biểu hiện những bóng mờ không rõ, bóng mờ của phế nang. Tiếp theo, rồi hai cấu trúc giải phẫu mà đã được nói ở phần trên đó là lỗ không và kênh Lambert, thì các túi phế nang thông thương với nhau qua cái lỗ không và cái kênh Lambert nối thông phế nang với cái tiểu phế quản trước tận. Thì khi mà cái chùm phế nang bên cái chùm phế nang bên này bị bệnh thì nó lây lan sang chùm phế nang bên cạnh nhờ hai cấu trúc giải phẫu này. Thì tiểu thì phổi sơ cấp tức nghĩa là giờ khí đi đến cái tiểu thì sơ cấp tức nghĩa là vào đến cái tiểu phế quản hô hấp bên đó. Vì vậy vậy thì định nghĩa tiểu thì phổi sơ cấp là đơn vị chức năng nhỏ nhất của phổi. Nó là đơn vị chức năng tại vì vào tới nó là bắt đầu được trao đổi khí. Nó bao gồm tất cả các cấu trúc từ phía sau tiểu phế quản hô hấp, bao gồm 16 đến 24 phế nang. Ở người lớn có khoảng 23 triệu tiểu thì phổi sơ cấp. Phế nang, mỗi phổi người có khoảng 300 triệu phế nang. Các phế nang sắp xếp như những chùm nho bao quanh cái cây phế quản và được phân chia theo kiểu tách đôi từ trung tâm ra ngoại vi. Mỗi phế quản có đường kính khoảng 250 mm. Tổng diện tích của bề mặt phế nang trao đổi là khoảng 75 mét vuông. Phế nang là đơn vị cơ bản của quá trình trao đổi khí. Vậy thì mô kẽ là cái vách mô liên kết giữa cái tiểu phế quản tiểu thì thứ cấp này với cái tiểu thì thứ cấp bên cạnh. Đây chúng ta thấy trên hình, đây là một cái tiểu thì thứ cấp. Thì trong cái tiểu thì thứ cấp nè, nó có gì? Có chùm phế nang nè, nó có phế nang, ống phế nang, túi phế nang. Đó. Và giữa tiểu thì thứ cấp này đến cái tiểu thì thứ cấp bên cạnh nó có một cái vách mô liên kết nè. Thì trong vách mô liên kết hay lúc này ta gọi là mô kẽ đó, thì nó có động mạch, nó có tĩnh
tĩnh mạch, nó có tĩnh mạch và mạch bạch huyết. Tiếp theo, mô kẽ thì nó có 3 phần: mô kẽ quanh bó phế quản mạch máu, mô kẽ quanh phế nang và mô kẽ dưới màng phổi. Bình thường thì sẽ không thấy mô kẽ trên phía X-quang, và còn cái phần bệnh lý chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần hội chứng mô kẽ ở phía dưới. Vậy thì chúng ta nhìn trên hình, đây là một cái tiểu thị thứ cấp, đây là một cái tiểu thị thứ cấp nè, mà mỏi phổi á, không, đây là cái khung nè, nó tạo thành một cái tiểu thị thứ cấp nè, còn đây là cái trục của tiểu thị thứ cấp nè, nó bao gồm tiểu quản trung tâm với động mạch trung tâm tiểu thị nè. Vậy thì mỏi phổi á, nó có 5.000 tiểu thị thứ cấp, và bây giờ chúng ta lấy một cái tiểu thị thứ cấp ra để xét. Vậy thì cái phần này là cái phần tóm lại những gì của những cái từ giờ mà chúng ta nói ở phía trên của nhu mô phổi. Khi mà đi đến tiểu huyết quản trung tâm tiểu thị là đi vào một cái bây giờ mình xét một cái tiểu thị thứ cấp. Vậy thì nếu mà khí đi đến tiểu huyết quản trung tâm tiểu thị là đi vào tiểu thị thứ cấp, và một cái tiểu thị thứ cấp đó, nó có 3 đến 5 chùm phế nang, mà mỗi chùm phế nang nó lại bao gồm cấu trúc như là tiểu huyết quản hô hấp nè, ống phế nang, túi phế nang và phế nang, mà một chùm phế nang vậy đó, nó được tạo bởi, không, nó được tạo bởi 10 đến 20 tiểu thị sơ cấp, mà mỗi một tiểu thị sơ cấp vậy đó nó có 16 đến 24 phế nang. Vậy thì một tiểu thị thứ cấp nó bao gồm 400 phế nang đó. Và chúng ta nhắc lại, tiểu thị phổi thứ cấp là đơn vị cấu trúc, còn tiểu thị phổi sơ cấp là đơn vị chức năng, song hành cùng với nó là mạch máu thần kinh và hạch bạch huyết. Đây là hình ảnh tóm lại của một cái tiểu thị thứ cấp mà chúng đã tạo nên đó, nhu mô phổi. Đây là hình ảnh tổn thương của chùm phế nang, không? Đây là tổn thương một chùm phế nang, một chùm phế nang, một chùm phế nang. Nó cho nên nó tạo thành những cái nốt mờ nó trên X-quang đó. Còn đây là tổn thương nguyên một cái thị phổi thứ cấp luôn, nguyên một cái thị phổi thứ cấp, tổn thương lan như này. Cơ hoành bình thường thì cơ hoành bên phải cao hơn cơ hoành bên trái 1 đến 1,5 cm, và vòm hoành bên trái mà cao hơn hoặc bằng vòm hoành bên phải luôn là bất thường. Xương và phần mềm đó. Xương thì chúng ta sẽ thấy được là 6 xương sườn đó. Một viêm phổi chuẩn thì chúng ta sẽ thấy được 6 xương sườn ở phía trước và 10 xương sườn ở phía sau, và chúng ta có thể thấy luôn là xương, 2 xương đòn hai bên và xương ức. Còn một điểm chú ý nữa là phần mềm thì ở nữ thì nó có thêm cái breast, tức là cái vú, cho nên cần chú ý. Nhắc lại tuần hoàn phế quản, tuần hoàn phổi, tuần hoàn phế quản và tuần hoàn phổi. Đầu tiên thì tuần hoàn phổi nó bắt đầu từ van động mạch phổi và kết thúc ở van động mạch chủ. Nó thực hiện chức năng của phổi, tức là thực hiện chức năng trao đổi khí. Còn tuần hoàn phế quản là nó có các nhánh động mạch phế quản xuất phát từ động mạch chủ ngực. Nó thực hiện chức năng nuôi dưỡng phổi. Bình thường thì nó tạo ra một cái sân sinh lý. Thì chúng ta nhìn qua cái hình đây, mũi tên màu đỏ là đang nói với cái tuần hoàn phế quản xuất phát từ động mạch chủ. Sau khi nuôi phổi, phần lớn máu sẽ đổ về tâm nhĩ bên phải, một ít đổ vào tâm nhĩ bên trái, nó tạo nên một cái sân sinh lý. Rồi, ta hỏi, vậy thì tới đây ta hỏi là động mạch phổi và động mạch phế quản nó đi như thế nào so với cây phế quản, còn tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch phế quản thì sao? Thì trả lời là động mạch phổi đi song hành cùng với cây phế quản, còn tĩnh mạch phổi nó đi trong khoảng kẽ giữa các tiểu thị thứ cấp. Còn động mạch phế quản và tĩnh mạch phế quản tuân theo quy luật 1/2, và quy luật 1/2 là gì? Sẽ tìm hiểu ở phần tiếp theo. Đây là tĩnh mạch phổi mang máu đỏ về tâm nhĩ bên trái, còn đây là động mạch phổi mang máu đen đến. Đây là động mạch và phế quản, còn đây là mạch huyết. Đây là hình ảnh mạch máu trong các khoảng kẽ. Bình thường khi hít vào, tuần hoàn mao mạch sẽ giảm, và tuần hoàn
khoảng kẽ sẽ tăng lên, và khi thở ra là tuần hoàn mao mạch sẽ tăng và tuần hoàn khoảng kẽ sẽ giảm. Quy luật 1/2 là gì? Quy luật 1/2 là nói về động mạch, tĩnh mạch, phế quản. Tức nghĩa là một phế quản có hai động mạch phế quản đi kèm, một động mạch phế quản có hai tĩnh mạch phế quản đi kèm. Tĩnh mạch phế quản bình thường đổ về tâm nhĩ phải, khi có sinh sẽ đổ về tâm nhĩ trái. Như trên hình chúng ta đã thấy. Đó. Còn quy luật 1/3 là cái quy luật mà nó nói về cái khẩu kính, số lượng của mạch máu phổi, mà số lượng và khẩu kính của mạch máu phổi nó tăng dần từ 1/3 trên, 1/3 dưới và 1/3 dưới. 1/3 trên là ngay gốc, ngay một đường thẳng đi ngang qua carina, còn là phân biệt 1/3 trên và 1/3 giữa. Còn 1/3 giữa và 1/3 dưới là một cái đường thẳng đi ngang qua hai tâm nhĩ. Nó thì số khẩu kính và số lượng mạch máu nó sẽ tăng dần từ 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới. Và ngoài ra thì cái khẩu kính của mạch máu nó cũng tăng dần từ 1/3 ngoài, 1/3 giữa và 1/3 trong. Đây là hình ảnh, đúng không? Tăng dần khẩu kính từ 1/3 ngoài, 1/3 giữa và 1/3 trong. Bình thường cái động mạch phổi ở nam á, là khoảng 10 đến 15 mm, còn nữ là 9 đến 14 mm. Rồi, chúng ta sẽ nói về cái tỷ số là ventilation trên cho perfusion. Nó thì từ nay đừng ngộ nhận đỉnh phổi thông khí tốt hơn đáy phổi nữa. Tại sao? Chúng ta sẽ nhìn qua cái hình nè, ta thấy đỉnh phổi thông khí là 0,24 lít trên phút, trong khi đáy phổi là 0,82 lít trên phút. Đáy phổi thông khí tốt hơn đỉnh phổi gấp 4 lần, còn túi máu đỉnh phổi là 0,07 lít trên phút, trong khi đáy phổi là 1,29 lít trên phút, gấp 18 lần đỉnh phổi. Và từ đó cho chúng ta thấy là đáy phổi được túi máu dữ dội. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn trên cái đỉnh phổi, chúng ta thấy thông khí là 0,24, túi máu chỉ có 0,07 thôi. Tức nghĩa là khí thì nhiều nhưng mà mạch máu đến lấy khí thì ít. Tức nghĩa là lúc trên đỉnh phổi là rất dư oxy, mà vi trùng lao và vi trùng hiếu khí cho nên nó tập trung ở đỉnh phổi. Và khẳng định lại là đáy phổi thông khí tốt hơn đỉnh phổi. Và chúng ta thấy 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới. Rồi áp sức của động mạch và tĩnh mạch sẽ tăng dần từ 1/3 trên đến 1/3 giữa và 1/3 dưới. Vậy thì chúng ta sẽ có ba vùng, nó nghĩa là vùng vùng 1/3 trên đó là có cái áp sức phế nang lớn hơn áp sức mạch máu, còn 1/3 giữa và 1/3 dưới thì có áp sức mạch máu lớn hơn áp sức phế nang. Hiển nhiên là áp sức của động mạch nó sẽ lớn hơn áp sức của tĩnh mạch. Vậy thì cái động mạch phổi nó dạng hình cành cây và nó đi song song với cái cây phế quản. Còn khẩu kính của động mạch phổi chia cho phế quản là luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1,2. Và cái tĩnh mạch phổi thì phân bố như hình là hình lá dừa vậy đó. Thì đây là hình ảnh của động mạch phổi và tĩnh mạch phổi. Và như vậy thì chúng ta sẽ đã nhắc lại được cái phần kiến thức basic để trước khi đi vào qua cái phần B, đó là chest X-ray. Hai, tám,